Vũ Nhân kính chào quý vị khán thính giả đài truyền hình SBTN. Thưa quý vị, Tổng lãnh sự Cộng sản Việt Nam tại San Francisco đã tổ chức tiệc mừng quốc khánh tại Trung tâm Văn hóa Á Châu, thành phố Austin, tại số 388 đường số 9, thành phố Austin, tiểu bang California, vào lúc 6 giờ 30 chiều ngày 31 tháng 8 năm 2018. Ban đại diện cộng đồng người Việt quốc gia Bắc Cali đã phối hợp với các hội đoàn biểu tình ngay trước cửa ra vào nơi Tổng lãnh sự Cộng sản Việt Nam tại San Francisco tổ chức tiệc mừng quốc khánh, đã làm cho một số người đến tham dự tiệc thấy có biểu tình bên ngoài nên không vào trong tham dự. Bọn Việt Cộng với lại bọn Tay Sai đã quy tụ nhau về Oakland này để chúng ăn mừng cái ngày coi như là cái ngày mà nó cướp chính quyền của chính phủ Trần Trọng Kim là ngày 2 tháng 9. Chúng tôi đã huy động được tất cả đồng bào lên đây để phản đối cái bọn Tay Sai Việt Cộng đã tiếp tay với lại bọn Việt Cộng ở trong nước để mà ăn mừng trên cái xương máu của đồng bào của chúng ta. Tại dân ở trong nước đất cũng lấy, nhà cũng lấy, mọi thứ không được tự do, không được cái nói lên là bị đánh, bị đập, bị thành kia thành ra tôi thấy tôi mất nước bây giờ, bởi vì nó bán cho Trung Cộng, thành ra tôi phải ra đây tôi để tôi ủng hộ người dân trong nước để cho người dân trong nước yên tâm là hải ngoại mình có mình cũng ủng hộ, mình cũng đồng làm để cho cái trăm trước người ta mới yên tâm, người ta tranh đấu để giữ lại đất nước quê hương. Theo tôi thì mà toàn thể anh em đến đây người nào cũng rất là hăng hái và quyết tâm để mà phản đối cái buổi tiệc hôm nay của tụi nó. Tất cả quý đồng hương rất là lên cao và rất là quyết tâm đồng hành cùng đồng bào trong nước. Mà hôm nay chúng tôi thấy là rất là sôi sục. Ở trong nước người dân rất là đau khổ, chuẩn bị để tổng biểu tình xuống đường lật đổ tạo quyền cộng sản. Nhưng mà ở đây những người Việt Giang tụ tập đây để ăn uống, ăn mừng cái ngày mà nó cướp chính quyền của Việt Nam để thành lập cái đảng cộng sản bán nước hại dân. Và chúng tôi cũng kêu gọi tất cả những đồng hương, chúng ta tập trung ngày mai và 5 giờ chiều ở tại Grand City Mall và cũng như tất cả những các cuộc biểu tình kế tiếp vào ngày Chủ nhật ở tại San Francisco để phản đối Cộng sản Việt Nam. Và chúng tôi cũng kêu gọi tất cả mọi người cùng hợp ý để chúng ta tổng biểu tình chung với toàn dân ở trên trong nước Việt Nam của chúng ta. Lý do gì có cuộc biểu tình ngày hôm nay, và ông đã biết chính quyền Cộng sản Việt Nam và chính quyền Hoa Kỳ đã bàn giao với nhau và đã có nhiều cái liên lạc rất là thân mật, thì lý do gì cộng đồng người Việt tị nạn tại miền Bắc Cali phải tổ chức một cái cuộc mà biểu tình hôm nay? Cái vấn đề đồng bào đến đây ngày hôm nay đó là bởi vì bọn Việt Cộng nó đến nó tổ chức cái buổi để mừng quốc khánh. Mà quý vị biết rằng là chúng ta miền Nam đã mất nước vào tay Việt Cộng 43 năm, nó vẫn tiếp tục cướp đất, cướp của đồng bào và bán nước cho tàu cộng. Cái sự đàn áp của bọn Cộng sản đối với đồng bào trong nước không nương tay, chúng tôi quyết định là phải đến đây để vạch mặt tất cả những tên Việt gian ở hải ngoại này. Chính họ là những cái kẻ tiếp tay làm cho Việt Cộng sống lâu và càng đàn áp đồng bào chúng ta nhiều hơn. Đó là cái mục đích mà của tất cả đồng bào chúng tôi đã đến đây biểu tình ngày hôm nay. Vũ Nhân, tường trình cho đài truyền hình SBTN.